Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư BT, BOT có phương án tăng số cửa thu soát vé, mở cửa trạm để giải quyết tình trạng ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Cơn bão Bailu đang hoạt động gần biển Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua là cấp 10, từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự trưa nay ngày 24 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, các nhà đầu tư BT, BOT, đường bộ, VEC theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể thì các đơn vị xây dựng các phương án chuẩn bị phương tiện thiết bị và bố trí cán bộ thường trực thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục thiên tai bão lũ, hư hỏng công trình đường bộ, tăng cường các biện pháp cảnh báo tuyên truyền đến các lái xe, đặc biệt là xe chở khách qua các khu vực đèo dốc có ảnh hưởng của sương mù, trơn trượt, điểm đen về tai nạn giao thông trên đường bộ, có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé, tăng số cửa thu soát vé, mở cửa trạm để giải quyết tình trạng ùn tắc, tránh gây ùn tắc, giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào các khu đô thị lớn, các tuyến đường trọng điểm đầu mối giao thông như cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, bến xe miền Đông, Mỹ Đình, Giáp Bát, nước ngập. Một thanh niên liều lĩnh điều khiển xe máy đi ngược chiều ở làn tốc độ 120 km/h trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Người này đã được bàn giao cho đội cảnh sát giao thông số 2 để xử lý. Cụ thể vào chiều ngày 23 tháng 8, đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29M1-08222 lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Thanh niên này đi ngược chiều ở làn 120 km/h từ km số 0 nút giao Vành đai 3 về km số 10 trạm thu phí đầu tuyến. Khi phát hiện được sự việc qua camera giám sát, ban quản lý cao tốc đã phải cảnh báo các tài xế ô tô đi cùng tuyến với thanh niên đi xe máy qua kênh VOV Giao thông Quốc gia và các biển báo điện tử VMS tránh trường hợp xấu xảy ra. Đến 17 giờ 34 phút cùng ngày, lực lượng tuần tra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tiếp cận và bàn giao tài xế xe máy cho cảnh sát giao thông số 2 xử lý. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì lúc 1 giờ sáng nay ngày 24 tháng 8, tâm bão Bailu đang hoạt động gần biển Đông, cách đảo Luzon của Philippines, khoảng 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 8, thì tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 là từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 đến 5.000 m, nên ngày và đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm trong vòng 24 giờ. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm trong vòng 24 giờ. Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai, ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với bà con ngư dân thì biển là nơi gắn bó máu thịt, bám biển để có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình là truyền thống của nhiều thế hệ gia đình làm nghề đánh bắt. Song trong thời gian gần đây, khi mà nguồn lợi thủy sản khan hiếm, thời tiết diễn biến thất thường, không tìm được bạn thuyền, tàu lại không đủ điều kiện hoạt động khơi xa, thì nhiều tàu cá của tỉnh Khánh Hòa đã phải chịu cảnh nằm bờ. Trước đây, sau mỗi chuyến biển từ vùng khơi trở về, anh Nguyễn Văn Dũng, thuyền trưởng tàu cá KH92747TS, hành nghề lưới cản đều đến trạm kiểm soát biên phòng Ba Ngòi trình báo thủ tục. Thế nhưng, từ khi có quyết định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tàu anh không đủ tiêu chuẩn về chiều dài 15 mét nên không được phép đánh bắt vùng khơi mà chỉ hoạt động vùng lộng, đồng nghĩa phải thay đổi ngư lưới cụ mới phù hợp. Nhưng do chi phí lớn, buộc tàu của anh phải nằm bờ. Khi tôi đang hoạt động bình thường, cũng tham gia chủ quyền biển đảo, cũng có đầy đủ thủ tục. Nhưng mà bây giờ dưới tàu của tôi là dưới 15 mét theo quy định. 42 của chính phủ mới ra đây, thì khi tôi không cho hoạt động ở vùng khơi, chuyển về vùng lộng.
một chuyến tổn là 100 triệu hoặc là 120 triệu. Trong 20 ngày biển mà mình không có thì mình lỗ, có nước bán ghe hay là hoặc là mình đậu bờ như vậy chứ không còn phương hướng này nữa. Tàu cá KH93476TS của ông Bùi Mông, trú phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, chuyên đánh bắt lưới vây rút trì và câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, giờ cũng phải neo bờ. Ba chuyến biển từ đầu năm đến nay đều thua lỗ, ông phải bán nhà để trang trải nợ nần và lo cho gia đình. Mình đánh bắt xa bờ chuyên là vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. Nhưng có một điều là cá nó cạn kiệt, tàu nước ngoài thì nó tàu lạ nó cũng rất là nhiều, làm nhiều nghề nó hiện đại hơn mình nữa. Rồi cứ đi là nó lỗ tổn, thứ nhất biển ít cá, thứ hai là không đủ kinh phí để mà ra khơi nữa. Mình cũng có cái nhà cấp 4 mà do thua lỗ với lại vợ bệnh cho nên là cũng giải quyết, nó cũng đã bán đi rồi. Thì đầu năm biết bây giờ là có thuê lại cái nhà khác ở. Còn với ông Mai Thành Phúc, chủ tịch hội nghề cá Phước Đồng, thành phố Nha Trang, là một ngư dân giỏi nghề biển, làm chủ một con tàu có công suất máy 400 mã lực cũng chung tình cảnh khó khăn. Năm chuyến biển trong năm nay thua lỗ gần 200 triệu đồng. Nghị định 67 của chính phủ ra đời thì cũng như là mang đến cho ngư dân là một luồng gió mới, trong đó bao gồm kể cả là ngư dân được chính phủ cho vay vốn đóng mới những con tàu hiện đại hơn để vươn khơi đánh bắt khai thác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngư dân chúng tôi có quyền khai thác trong quần đảo Trường Sa, vì đó là đảo của chúng tôi. Chúng tôi chỉ khai thác nằm trong phạm vi từ 7 độ lên thôi, chứ không xuống là họ bắt. Người dân chúng tôi tự giác, nghĩa là không dám vi phạm, vì vi phạm đồng nghĩa chúng tôi sẽ mất cái tàu cá. Là thành viên của cơ quan thực thi pháp luật trên biển, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa ngày qua ngày đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước, chính phủ, chia sẻ, động viên giúp bà con ngư dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm tìm được giải pháp tối ưu, tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rút ngắn khoảng cách với các doanh nghiệp lớn nhờ vào tính cạnh tranh bình đẳng và linh hoạt của môi trường kinh doanh số. Nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Bến Tre, đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận và mở rộng thị trường bằng thương mại điện tử. Bến Tre cũng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hợp tác cùng Lazada thực hiện chương trình đưa thương mại điện tử về nông thôn. Kết quả của chương trình này là cơ sở để tỉnh Bến Tre đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tạo sự bứt phá cho doanh nghiệp. Không chỉ bán sản phẩm tại các đại lý cửa hàng, đơn vị này đã chọn một cách tiếp cận khác, đó là bán sản phẩm trên các trang mạng điện tử. 3 tháng nay, hàng chục loại sản phẩm được chế biến từ dừa được bán qua mạng, giúp doanh thu của đơn vị tăng từ 20 đến 30% so với trước đây. Các sản phẩm nông sản ở Bến Tre thì đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, không những góp phần tăng thu nhập cho công ty mà còn tăng thu nhập và góp phần phát triển địa phương. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, năm 2018 được coi là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến, với tốc độ tăng trưởng đạt hơn 30%, tương đương 7,8 tỷ đô la Mỹ so với điểm xuất phát năm 2015 chỉ ở mức 4 tỷ đô la Mỹ. Nếu tốc độ tăng trưởng năm 2019-2020 tiếp tục ở mức 30%, thì đến hết năm 2020, quy mô thị trường sẽ lên đến 13 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tạo sự bứt phá. Chỉ tính riêng thị trường Việt Nam thôi thì có khoảng độ 40 triệu người thường xuyên mua hàng ở trên mạng theo chúng tôi thống kê. Mà với cái mức thu nhập hiện nay thì cái thị trường trên mạng đối với các sản phẩm, trong đó có sản phẩm nông sản, thì cái việc mà tiếp cận đối với cả cái người tiêu dùng ở trên mạng là một cái kênh vô cùng tuyệt vời, mà giúp họ tiếp cận nhanh hơn, rẻ hơn mà chính xác hơn. Hiện nay, Bến Tre có 64 doanh nghiệp sử dụng website thương mại điện tử, sản phẩm giao dịch chủ yếu là sản phẩm từ dừa, thủy sản và một số đặc sản khác của địa phương. Năm 2019, chỉ số thương mại điện tử của Bến Tre đạt 37,6 điểm, xếp hạng 28 trên 54 tỉnh thành được khảo sát. Nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về thương mại điện tử, nhiều chương trình liên tục được Bến Tre triển khai với kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhờ thương mại điện tử. Thế giới hiện nay cũng mà chúng ta phải hòa nhập vào cái thương mại điện tử để cho các cái doanh nghiệp trong nước, ngoài nước người ta hiểu biết về Bến Tre nhiều hơn. Thì chúng tôi phải tập trung mạnh cho cái làm thế nào thì công tác quảng bá
giới thiệu và chúng ta lên sàn giao dịch của Bến Tre trong thời gian hiện nay và sắp tới. Với trên 70.000 hecta dừa, chiếm hơn 45% diện tích dừa cả nước, sản lượng khoảng 600 triệu quả một năm, Bến Tre có nhiều lợi thế để phát triển các nhóm sản phẩm từ dừa như thực phẩm, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ. Thay đổi cách tiếp cận thị trường để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bằng thương mại điện tử được xem là cách làm hữu hiệu giúp tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu đặc sản địa phương. Sau nhiều tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân thì hội nghị nhà chung cư lần đầu của chung cư Golden Field, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được diễn ra vào sáng nay ngày 24 tháng 8, nhưng đã không đi đến thỏa thuận nào vì không đủ tỷ lệ cư dân tham gia hội nghị theo quy định là 75%. Hội nghị nhà chung cư là cơ sở để cư dân bầu ra ban đại diện cho mình, bàn giao hồ sơ hoàn công công trình, hồ sơ kỹ thuật của tòa nhà. Tuy nhiên, chỉ có 171 trên tổng số là 363 cư dân của dự án chung cư Golden Field tham dự hội nghị, tương đương hơn 47%, trong khi theo thông tư 02 của Bộ Xây dựng về quản lý sử dụng nhà, chung cư, quy định tối thiểu phải đạt 75%. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức vận động bà con làm sao tham gia cái buổi họp ngày hôm nay, mong muốn là thành công. Nhưng đến thời điểm này, sau hai lần gia hạn về số lượng dân cư tham gia, thì cuối cùng là hội nghị đã không thành công. Và Tổng công ty cũng rất là tiếc về cái nội dung này. Lần thứ hai, Tổng công ty Moreland sẽ bàn bạc với một nhóm các cái đại diện cho cư dân và thống nhất với Ủy ban phường sẽ tổ chức một hội nghị thích hợp. Trước đó, chung cư Golden Field của chủ đầu tư là tổng công ty MBLand phát triển, được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2018, đã vướng phải nhiều tranh chấp với các hộ dân về nghiệm thu, bàn giao không đúng tiến độ, chất lượng. Sau một năm đi vào hoạt động, nhiều cư dân đã không đồng ý đóng tiền quản lý, phí trông giữ xe, tiền điện cho ban quản lý tòa nhà. Tranh chấp vẫn đang tiếp tục leo thang và đã xảy ra ẩu đả giữa cư dân với bảo vệ tòa nhà. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời gian dành cho bản tin thời sự trưa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.